mọi người nha. Hôm nay cũng tiếp tục đi lưu cá lóc nha mọi người. Hiện giờ chuẩn bị vô cái điểm cầu đầu tiên nè. Lâu rồi quay lại cái điểm này để cầu thử được coi có cá không nha bạn. Lúc trước thì cá cũng nhiều á. Giờ thì mình ghé mình câu lại coi cá nó như thế nào. Cá không bạn ơi? Lên cá nha bạn. Con này trọng bạn ơi. Nó bự. Đang thua luôn, cá đang thua. Nuốt lưỡi luôn à. Nuốt lưỡi luôn à. Lâm bốc liền. Nghe nuốt cái chốc đi à. Nhái hơi bự nha. Con cá này khó nhả lắm. Nhái hay bự. Nhái hay bự. Cá ăn các bạn. Đi rồi, nó đi rồi. Đóng bạn ơi. Lên cá nha bạn. Con này cũng nhỏ á. Ăn nha bạn.
cái sảy nhỏ nhỏ. Cái nhỏ. Cá ăn mặn này tát về gần cá nha bạn. Lưỡi thì chỗ mới đau không bạn ơi. Nãy giờ ba con cá ăn nữa bạn, rồi nó ăn ngay cái đường cũ nữa. Đừng đường nữa, mới dính cái lên đường nữa lầm liền luôn. Một đường một cái lỗ đó, hai con nha, mới bắt con và bắt con nè, cũng má đau nữa nè bạn. Lưỡi này hơi ác luôn, lưỡi đóng hơi ác. Khó ăn quá, dập nó mất cái dao cũng nghe dạ. Nó quạm hôm trước ha, có nước rồi quạm quá trời, giờ nó núp trong mấy cái lát cứng. Lúc mới mưa chắc có bầy nó táp nhiều quá cô, nay chắc bầy dạ.
cá không ơi. Nha. Cá ăn mà trời ơi xảy dưới cũng giác chặn lại ác thiệt, luồn xuống cái đống lát chết nè, dày quá đống không có đủ lực để sóc nữa mà. Giờ mình báo cá nha các bạn. Tôm được 6 con nha. Được 2 con cũng bự, 3 con nhỏ với con cá lóc dây. Cá dây này chắc cũng cỡ 2 lạng à. Rồi, thì thôi giờ mình cũng cần về các bạn ơi. Mình kết thúc cái video tại đây nha mọi người.